Tháo dỡ các chốt kiểm soát người nội tỉnh ra vào thành phố Vinh từ 0 giờ ngày 7 tháng 7 là một trong những quyết định mới nhất vừa được đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng sau gần một tháng xuất hiện ca dương tính đầu tiên trên địa bàn thành phố Vinh, thì công tác phòng chống kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Trong những ngày gần đây, số ca bệnh có tăng nhưng chủ yếu trong khu cách ly, đã xác định được nguồn lây bệnh. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch tại nhiều tỉnh thành, nguy cơ lây nhiễm vẫn còn thì chúng ta lại càng không thể chủ quan lơ là. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm này là phải kiểm soát chặt chẽ nguồn nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn tỉnh, tăng cường quản lý tại các khu cách ly tập trung, tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Những trường hợp đang cách ly tập trung mà có nguy cơ lây nhiễm từ các F0 thì phải phân loại và tiếp tục thực hiện cách ly. Sau khi hết thời gian cách ly tập trung trở về nhà thì phải chịu sự giám sát chặt chẽ ở địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đồng ý việc nghiên cứu để thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà, song phải ra soát để đảm bảo các điều kiện theo đúng quy định, có biện pháp quản lý giám sát chặt chẽ, thực hiện phân cấp ủy quyền cho Ban chỉ đạo các địa phương trong việc xác định, quyết định khu vực phong tỏa trên địa bàn một phường xã trở xuống. Với hai địa bàn phường xã trở lên thì phải báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh quyết định. Trước khi quyết định thì phải tham khảo ý kiến chuyên môn của các cơ quan y tế để thực hiện phong tỏa hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đồng ý tháo dỡ các chốt kiểm soát trong nội bộ của thành phố Vinh với các huyện thị xung quanh, chỉ giữ lại các chốt ở các trục giao thông chính mà có người phương tiện ngoại tỉnh qua lại. Thời gian tháo dỡ chốt từ 0 giờ ngày 7 tháng 7. Đối với địa bàn toàn tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải lập các chốt ở các cửa ngõ ra vào tỉnh với quan điểm kiểm soát chặt, thực hiện nghiêm các quy định như yêu cầu phải xét nghiệm âm tính, khai báo y tế. Song song với đó là tăng cường các điểm chốt ở ga tàu, sân bay. Trong công tác thực hiện thì phải tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, không được gây ách tắc, phù hợp với các quy định. Về công tác xét nghiệm, trong thời gian tới sẽ tăng số lần xét nghiệm đối với những trường hợp địa bàn có nguy cơ cao. Những công dân từ các tỉnh thành khác trở về phải lấy mẫu xét nghiệm và tự trả phí. Tỉnh sẽ hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Không yêu cầu xét nghiệm đối với những trường hợp di chuyển trong nội tỉnh, trừ các trường hợp đang ở trong khu vực phong tỏa cách ly. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, người lao động vi phạm quy định phòng chống dịch để làm gương cho người dân, không bao che, nếu đủ điều kiện thì xử lý hình sự. Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức chỉ đạo triển khai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông an toàn, hiệu quả, đúng quy định. Cho phép các phương tiện vận tải khách trong nội bộ tỉnh được hoạt động trở lại, cho triển khai lại công tác đào tạo sát hạch lái xe nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Một số dịch vụ không thiết yếu tại 4 địa phương Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò thì cho phép hoạt động trở lại nhưng phải phù hợp với công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Riêng tại địa bàn thành phố Vinh vẫn phải thực hiện theo kế hoạch số 139 và công văn số 4317 ngày 3 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh.